Kính chào quý khán giả đang đến chương trình An ninh kỳ này. Như thường lệ, kính mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật về an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Khống chế bắt giữ con trăn nặng gần 50 kg. Công an tỉnh Tây Ninh tập huấn dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực giao thông cho công an cấp huyện, cấp xã. Công an huyện Chợ Minh Châu bắt quả tang đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu. Tổng kết 10 năm chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Chuyển hướng không đảm bảo an toàn dễ gây tai nạn. Ngày 10 tháng 7 năm 2023, Công an phường An Tịnh nhận được tin báo của người dân ở khu vực suối sâu về việc phát hiện một con trăn lớn bò vào nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường An Tịnh phối hợp đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thị xã Trảng Bàng tiến hành tiếp cận hiện trường, khống chế bắt giữ con trăn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ con trăn dài khoảng 3 mét, nặng 50 kg, bàn giao cho đội kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng thuộc chi cục kiểm lâm tỉnh Tây Ninh theo quy định. Mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tập huấn dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực giao thông cho công an cấp huyện, cấp xã. Tại hội nghị đã được nghe báo cáo viên của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh truyền đạt hướng dẫn quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đối với công tác đăng ký xe và công tác xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông. Qua hội nghị, nhằm giúp cho cán bộ chiến sĩ công an cấp huyện, cấp xã nâng cao nhận thức và kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, từ đó đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trên cổng dịch vụ công Bộ Công an, với mục tiêu tiến tới triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cho tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Ngày 10 tháng 7 năm 2023, Công an huyện Dương Minh Châu cho biết vừa bắt quả tang đối tượng dùng xe mô tô chở 800 bao thuốc lá lậu tại khu vực ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu. Đối tượng bị bắt quả tang là Nguyễn Văn Oanh, 48 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Tân Biên. Oanh bị bắt quả tang khi đang điều khiển xe mô tô chở 300 gói jet và 500 gói hero. Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ số tăng vật trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 10 tháng 7 năm 2023, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 ngày 1 tháng 8 năm 2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2023. Trong 10 năm qua, công tác phối hợp giữa lực lượng công an với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện xây dựng ấp khu phố, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Công tác củng cố, duy trì nhân rộng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mang lại hiệu quả tốt. Công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, thông tin về phương thức tội phạm, tệ nạn xã hội kịp thời đến đông đảo quần chúng nhân dân, nâng cao ý thức tự giác của mọi người tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Qua đó đã cung cấp cho chính quyền và lực lượng công an trên 21.000 thông tin, giúp lực lượng công an làm rõ xử lý trên 8.000 vụ với 24.000 đối tượng phạm tội và vi phạm hành chính, vận động 352 đối tượng truy nã ra đầu thú, giao nộp 437 khẩu súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế và hơn 2.000 viên đạn các loại. Việc thiếu chú ý quan sát, chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ khi tham gia giao thông trên đường luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho bản thân, người điều khiển, phương tiện và cho cả những người xung quanh. Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã xảy ra 53 vụ, làm chết 29 người, bị thương 26 người. Trong đó có 11 vụ tai nạn giao thông gây ra do lỗi chuyển hướng. Theo thống kê, vụ tai nạn giao thông cho thấy, hành vi điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không có tín hiệu báo hướng rẽ, không bật đèn xi nhan là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông. Vì vậy, bên cạnh việc các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thì mỗi người khi điều khiển phương tiện giao thông cần nâng cao ý thức, nên tập trung khi đang lái xe để tránh tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực
tham gia chuyển đổi số tại cơ quan, địa phương, đơn vị, tích cực phối hợp với các ngành, hội, đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số, triển khai cấp căn cước công dân gắn chip điện tử và thực hiện hiệu quả đề án số 06 của Chính phủ về cấp tài khoản định danh điện tử, giải quyết thủ tục hành chính, góp phần quan trọng vào tiến trình thực hiện chuyển đổi số của địa phương. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tăng cường về cơ sở, hỗ trợ người dân triển khai thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Phát huy sức trẻ tiên phong chuyển đổi số, các đoàn viên thanh niên công an đã tích cực tuyên truyền để người dân hiểu được những lợi ích khi cài ứng dụng VNEID và kích hoạt định danh điện tử. Thực hiện chiến dịch thanh niên công an tình nguyện hè năm 2023, đoàn viên công an tỉnh đã phối hợp với công an thị xã Hòa Thành triển khai vận động tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn thị xã Hòa Thành. Với sự nhiệt huyết tận tâm cùng với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm này để mang lại cho người dân sớm hưởng những tiện ích trong cuộc sống, qua đó lan tỏa được hình ảnh đẹp về người đoàn viên thanh niên công an trong lòng nhân dân, đồng thời góp phần vào thành tích chung của công an tỉnh trong thực hiện đề án 06. Ngoài các điểm hỗ trợ tập trung, đoàn thanh niên đã chia các tổ, thành lập các nhóm đến tận nhà người dân, các điểm kinh doanh buôn bán tập trung đông người như quán cà phê, hộ kinh doanh để hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNEID. Mấy em đến quán cà phê, sẵn dịp sáng cũng uống cà phê, rồi mấy em làm giấy định danh là nó cũng dễ dàng, sau này mình có đi khám bệnh hay là đi du lịch đồ thì nó cũng rất là dễ dàng. Thấy ở đây cũng đông cô bác rồi, ai cũng người ta cũng đang chờ để làm, thì nhờ mấy em làm cho nó dễ dàng, cô chú cũng cảm ơn. Với vai trò là ban chấp hành đoàn thanh niên công an tỉnh, khi xuống tham gia làm chung với mấy em ở cơ sở thì nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân rất nhiều. Và trong thời gian từ phát động tới bây giờ thì cơ bản cũng đã hoàn thành hơn 1.500 chỉ tiêu rồi. Tinh thần của các bạn đồng viên thì rất là nhiệt huyết, rất là tâm huyết luôn. Đi từng nhà để mà kêu gọi người dân làm thì nhận được sự ủng hộ người dân rất nhiều. Do nhiều người dân ban ngày bận công việc đi làm ăn nên các bạn đoàn viên phân thành tớp, ban đêm tới hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản VNEID, đồng thời tích cực tuyên truyền hỗ trợ những tiện ích của việc cài đặt. Với tư cách là sinh viên của trường Đại học An ninh Nhân dân thì em rất là vui và tự hào khi được cống hiến một phần sức trẻ cùng với đoàn thanh niên công an tỉnh, cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử trên thiết bị di động để sớm mang lại những lợi ích mà định danh điện tử đem lại cho người dân. Qua đó thì em cũng được trải nghiệm và cọ sát các công việc thực tế mà có thể mang lại cho em những cái kinh nghiệm cho việc học tập sau này. Qua hơn một tuần lễ ra quân thực hiện cài đặt định danh điện tử thì đã có trên 9.000 tài khoản được các bạn đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt. Và qua chiến dịch này thì đã nâng cao được tinh thần trách nhiệm của đoàn viên trong các mặt công tác, trong đẩy mạnh các mặt công tác đoàn gắn liền với công tác chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các mặt công tác công an, và đồng thời là đạt được cái mục đích là gắn kết được cái tình quân dân trong các vấn đề của địa phương và bảo đảm an ninh trật tự. Việc cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ. Bởi VNEID tích hợp toàn bộ các loại giấy tờ của cá nhân vào tài khoản nhằm giảm thiểu việc phải mang theo các giấy tờ tùy thân. Khi cần giao dịch, cá nhân chỉ cần sử dụng ứng dụng VNEID để thay thế các loại giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Đặc biệt, người dân có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật. Có thể thấy, với các hoạt động thiết thực ý nghĩa của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Chương trình An ninh Tây Ninh kỳ này đến đây xin tạm dừng. Hẹn quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.